Nhiều nhiều hơn đó. Trời ơi, bệnh gì thì đất tôi phải cứ nói ra đi. Chứ có gì đâu mà trêu với cặp ở đây nữa. Ta xét nghiệm, cái sừng đó bị nhiễm xuống đũa và xuống kim rồi. Thôi chết rồi, chắc là mấy bữa đi quyên quyên rồi ăn uống ngoài đường không có vệ sinh, cho nên mới bị nhiễm dung như vậy nè. Thôi thật sự đất tôi khỏe thôi, làm sao bây giờ giúp Quỳnh Đông cho đất tôi khỏe. Em là Hoa, không có Quân Tử như tên gọi. Tên được ai gọi tên em nha. Quân Tử, hôm nay thằng gọi tên em. Phải gọi đó cũng chào là nghe hoa sử quân tử. Mọi người còn gọi là hoa quân tử là cây có tác dụng chữa run đũa, run kim rất là hiệu quả đó nha. Đâu thuộc phải đâu gì? Để gắn nha quân tử. Mà chữa gì chứ mình không? Không. Việc đó, ai mà bị run kim hay run đũa thì dùng 6-12g hạt sử quân tử một giỏ rồi ra ăn hoặc là một cái nước uống trước khi ngủ sẽ có tác dụng diệt trừ tia sáng rất là hiệu quả. Dạ quân tử ơi, cái tên gì mà dễ thương quá trời đất, người còn mẹ nữa. Quân tử lấy bao nhiêu cái một cái hạt đi nha, cho nó sinh ra nè. Ok, anh thấy chưa? Dạ thì mình có nên quân tử giúp đỡ không? Cái này thì ta nghĩ là lăng xăng đúng rồi đó, người đàn ông của mình rất là khỏe. Ta nghĩ là nghĩ lại lại tùy con có quân tử. Chết chết rồi, tạm biệt quý vị khán giả nha. Để mình đang ngoài một chuyện với quân tử nữa. Chào tạm biệt quý vị nha. Chăm sóc hoàn hảo cho quần áo với cầm phò giải pháp 3D 3 tháng 5 mới. Toàn thân tươi mới, sáng màu đổi màu, thèm mại dị gian. Cầm phò mới, sáng màu hơn, ươm đô hơn, nên phải hơn. Cầm phò, đây là có những thật chống lão hóa thảo quận. Ăn cấp sao mà chạy ngu manh quá. Khi ngày dài trôi qua, mái tóc suôn mượt thơm mát chẳng còn lại gì. Với Sweet Choice, tóc mềm mượt bồng bềnh và ngọt ngào sau cả một ngày dài, cô chỉ có thể bằng Sweet Choice. Chuyển sáng không? Vâng. Nói dùng bay ra bóng đèn. Vậy là có tiên em sẽ gửi đến quý khán giả của Đại Nhân Quỳnh Đông chúc một năm mới dồi dào sức khỏe và sự chú ý. Và có lẽ là để cái chương trình sẽ lắng cho ngoài chương trình luôn cho một cái người xuất hiện ở những số đầu tiên năm ngoái của bạn. Đặc biệt là hôm nay từ cái